Mà chúng ta học một cái bài với chủ đề là cảm biến. Thế chúng ta đã biết về cảm biến rồi, nhưng mà hôm nay là tôi tổng kết lại những cái lệnh của Scratch mà liên quan đến cảm biến. Thì có thể nói rằng là ở trong Scratch ấy là cảm biến hay là sensing ấy là cái nhóm lệnh trung tâm của Scratch. Thế đây là cái nhóm lệnh mà theo tôi là quan trọng nhất luôn đấy. Là cái nhóm lệnh mà không có ở những cái phần mềm lập trình khác. Những cái để tôi tắt đi nha mọi người, tắt đi nha, tắt âm thanh đi. Thì cái sensing này, đây là gồm những cái lệnh cảm biến của Scratch. Nó là cái nhóm lệnh, theo tôi là nhóm lệnh trung tâm mà đặc biệt. Những ai mà bạn nào mà thành thạo những cái lệnh sensing này thì coi như là mình đã hiểu được cái Scratch, có thể tạo ra được cái trình cho mình. Còn những ai mà còn lơ mơ, còn chưa hiểu lắm những cái lệnh mà sensing, những lệnh mà cảm biến ấy, thì chứng tỏ là chưa nắm vững được cái ngôn ngữ lập trình này. Cho nên các bạn phải chú ý nhất là phải cố gắng để mà tìm hiểu những cái lệnh liên quan đến sensing. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày lại các bạn một lượt những cái lệnh ở trong cái sensing này để chúng ta hình dung nhé. Các bạn thấy ấy, là cái sensing là cái gì? Là cái nhóm lệnh cảm biến, tức là cái nhóm lệnh mà nó cho phép các cái nhân vật đấy là tự động nhận biết được, tự động cảm giác được khi mà cái nhân vật đó là va chạm với thứ xung quanh. Ví dụ là khi nào người ta chạm phải một cái nhân vật khác này, hoặc là khi nó va chạm vào một cái màu sắc này, hay là khi có thể dùng cái cảm biến để có thể tính toán được cái thời gian này, đếm thời gian này, tính được khoảng cách này, rồi là nhận biết được khi nào cái phím nó được gõ này, hay là khi nào thì cái chuột nó được nháy, ví dụ như vậy. Đấy thì nôm na đây là những cái lệnh liên quan đến những lệnh mà là cảm biến va chạm, nó cho phép nó trả lại giá trị đúng khi mà nhân vật này chạm vào một nhân vật khác, chạm vào một cái con trò chuột chẳng hạn. Đấy thì các bạn thấy như đây là nó là cái lệnh là thất trình, nó là các bạn thấy cái lệnh mà nó có hai bút nhọn hai bên này, nó là cái lệnh mà cái hàm nó trả lại giá trị đúng hoặc là sai. Cái lệnh này là cái cảm biến khi mà nhân vật đó chạm phải một cái màu sắc khác. Đấy. Cái lệnh này là nó tính khoảng cách từ tự động tính được cái khoảng cách, một cái hàm tính khoảng cách từ nhân vật này đến một nhân vật khác, hoặc đi con trò chuột chẳng hạn nhé. Cái lệnh ask này thì biết rồi, lệnh này là lệnh để tương tác với người dùng thì biết rồi, hai cái này biết rồi. Cái lệnh key này là key press này là nó nhận biết là khi nào thì người sử dụng nháy một cái phím ở trên bàn phím, nháy phím space hoặc nháy phím A, phím B, phím C. Thì lệnh này cũng rất là hay, nó cho phép chúng ta làm một trò chơi, có thể khi ta nháy phím A thì làm cái gì, nháy phím B làm cái gì, nháy phím A thì con mèo nó nhảy lên chẳng hạn. Thì đó nó là cái đây là cái hàm đó, hàm cảm biến đó nhé. Cái hàm này là cái hàm nó sẽ trả lệnh đúng khi mà người dùng nháy chuột một cái. Ở đây chỉ là nháy chuột là trái đấy, chứ không, nó không, nó ở trong Scratch nó không có cái hàm để cảm nhận được cái chuyện là nháy đúp chuột, là chỉ nháy một lần chuột thôi nhé. Còn đây là hai cái biến nhớ là dùng nó để luôn nó tính được cái tọa độ x thì tọa độ y của con trỏ chuột nhé. Tiếp theo này chúng ta chú ý, nó có còn những cái biến này nữa này, biến này rất quan trọng này. Đây, cái biến này là biến là nó cho phép là tự động tính được cái tọa độ x y hiện thời của nhân vật bất kỳ, tức là nhân vật này có thể biết được tọa độ x tọa độ y của nhân vật khác. Đấy. Cái này nó có tính được cả tọa độ x y này, tọa độ y này, tính được cả hướng này, tính được đếm này, nó có thể biết được cái góc, cái hướng của nhân vật khác này, rồi là biết được nhân vật khác đang dùng cái trang phục nào này, rồi nó biết được là cái kích thước của nhân vật của mình hoặc của người khác. Như vậy cái hàm này là cái hàm rất quan trọng, cái hàm này cũng là một cái giá trị cảm biến nhé. Tiếp theo nữa là cái
đây. Thực ra cái này là thời gian thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu sau cái này về thời gian này, về ngày tháng này. Nhưng cái hàm này thì khi nào có điều kiện ta sẽ được xem qua. Còn đây nữa, còn đây là cái hàm rất quan trọng, hai cái này rất quan trọng đây. Tức là cái biến này này là cái biến tổng thể, là cái biến là hệ thống nó luôn đếm thời gian hiện thời, luôn là nó tính thời gian hiện thời, tính rất chính xác theo đến nó tính theo thời gian của CPU, cho nó tính chính xác đến 1/1000, 1/1000000 của giây được nhé. Còn cái biến này, lệnh này khi mà thực hiện ấy, khi mà ta thực hiện thì cái này nó sẽ, cái biến này này nó sẽ quay trở lại là một, từ không đến không nhỉ, đi lấy đi cho các bạn xem nhé. Đây là, bây giờ mình cần thử luôn cái này, thử luôn như dễ nhé, cho hiện ra này. Đấy thì đây là cái, các bạn thấy không, cái timer là cái biến nhớ hệ thống nó luôn đếm cái thời gian hiện thời theo đồng hồ của CPU, nó tính đến 1/100, nó rất là chính xác. Bây giờ mình bấm nút nó chạy lên, nó hơi xẹp nhé. Đấy, nó trở lại là không. Đấy. Thế bây giờ chúng ta như vậy, tôi vừa giới thiệu ngắn gọn qua rồi tất cả những cái lệnh rồi, những vấn đề ta phải dùng như nào thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài cái bài tập để ta biết là dùng nó như thế nào nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm bài tập như này nhé, để chúng ta hình dung. Bây giờ cái bài tập ta xóa đi hết nhé, để ta sẽ làm một bài tập liên quan đến cảm biến, liên quan đến tất cả các lệnh khác nữa, nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm chính là đến những cái phần các chức năng liên quan đến cảm biến, và chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Rồi, bây giờ như này nhé. Bây giờ là tôi sẽ làm bài tập như này. Tôi sẽ nói chơi đơn giản thôi. Tức là tôi cho con mèo chạy từ bên trái sang bên phải màn hình. Khi sang bên phải thì mèo sẽ quay lại từ bên trái. Cứ như vậy đi đầu đến cuối, chạy lại như này nhé. Và như sau nhé. Và khi mỗi lần tôi bấm phím S thì mèo sẽ nhảy lên, cứ mèo xong lại rơi xuống, xong lại chạy tiếp. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi làm thử những bia, tôi sẽ làm thử các bạn nó bài tập đó. Và trò chơi này sẽ dừng lại, một trò chơi nó vui dừng lại sau đúng là 1 phút thì nó tự động dừng lại, và đồng hồ thời gian trên màn hình sẽ hiện ra để chúng ta quan sát đúng là 1 phút không nhé. Thế như vậy chúng ta bài tập này là bài tập đơn giản thôi, nhưng mà nó ta biết được chúng ta làm việc với các lệnh liên quan đến tham biến nhé, đến cảm biến sensing, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm cái bài tập như này. Mèo sẽ ở đây, vị trí ở đây nhé, hiện thời đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái đường thẳng để cho người ta dễ nhìn nhé. Bây giờ tôi sẽ vào cái sân khấu và tôi vẽ một cái đường thẳng ngang tại đúng vị trí mà tôi đây, tôi dùng cái màu này để tôi vẽ đường thẳng ngang nhé. Giờ tôi vẽ đường thẳng ngang ở đây nhé. Đấy, thẳng ngang này. Rồi, bỏ dưới này tôi vẽ là tô màu cái đất dưới này nhé. Dưới này tô màu đất dưới này. Đấy, màu này màu xanh. Rồi, nhé. Như vậy là mèo sẽ ở đây. Ban đầu là mèo sẽ ở đây nhé. Đó. Thì vị trí thầy mèo đây là vị trí của nó là đây nó không có, chỗ này không có thì tôi sẽ biết được vị trí này. Tôi lập trình cho mèo nhé. Khi mèo bắt đầu chơi thì mèo sẽ nằm ở vị trí hiện thời là vị trí này này, tôi đang chính là vị trí này là -192, -44 này. Đấy, đây chính vị trí hiện thời của mèo đây nhé. Đấy, tôi có thể để lại đây là -200 này, -200, và đây là -44. Rồi, có thể để cho chính xác là -45 này. Nha. Rồi, đây mèo đứng ở đây này. Thì khi bắt đầu chơi là thì tôi bấm space thì mèo bắt đầu chạy nhé. Bài tập của tôi là khi tôi bấm space thì bắt đầu trò chơi bắt đầu, và đồng hồ bắt đầu chạy, bắt đầu đếm thời gian, và sau đúng 1 phút thì nó dừng lại. Mèo nó sẽ dừng lại. Thế làm thế nào? Khi tôi bấm space nhé, thì tôi sẽ lập trình thông thường. Khi mà các bài tập liên quan đến game thì chúng ta sẽ cho lập trình trên sân khấu. Đây thì tôi vào cái lệnh này, khi nút space này, đây khi mà
người dùng bấm nút play thì chúng ta bắt đầu trò chơi. Khi bắt đầu trò chơi thì chúng ta gửi cho nó một thông điệp, thông điệp là bắt đầu. Tôi vào cái lệnh này nhé, broadcast này, và tôi nhập vào đây và tôi bấm vào cái đây chọn bắt đầu trò chơi nhé, new và bắt đầu trò chơi nhé. Như lệnh này là hoàn toàn tương đương với là Scratch 2, Scratch 3 là tương đương nhau nhé. Đó, như vậy là bắt đầu. Khi bắt đầu là mèo bắt đầu chạy và chương trình bắt đầu đến. Thì tôi quay sang đây nhé và tôi bắt đầu cho mèo chạy này. Đó, ghi ở đây nhé. Khi mà tôi vào cái lệnh là khi mà when I receive bắt đầu. Đó, thì mèo bắt đầu chạy. Mà chạy liên tục từ trái sang phải. Khi hết sân khấu thì quay trở lại bên trái, cứ thế chạy tiếp. Thì chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta vào cho mèo chạy liên tục thì chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải dùng cái vào cái control và chúng ta chọn cái lệnh là forever. Đấy. Đấy, mèo sẽ liên tục chạy phía trước nhá. Đây chúng ta vào cái lệnh này, ví dụ là mèo chạy phía trước với vận tốc là như là 4 đến 5 gì đó. 4 bước nhé. Và khi chạy như vậy thì mèo sẽ luôn luôn là động đậy chân. Chúng ta dùng cái lệnh này để ta cho mèo động đậy chân này, next costume. Đấy. Nhưng mà cho là chuyện tiếp theo nhé, là mèo chạy từ trái sang phải đúng không ạ? Nhưng mà khi mà đi quá cái đường biên bên phải thì nó sẽ xuất hiện lại bên trái thì làm như nào? Đấy, thì chúng ta dùng lệnh này nhé. Liên tục từ trái sang phải, xong khi sang phải rồi lại quay lại bên trái, nên dùng cái gì? Chúng ta dùng cái lệnh là thiết lập rất đơn giản thôi, là chúng ta kiểm soát khi mà cái tọa độ x của mèo đây mà vượt quá 240 thì đặt lại cho nó là âm 240. Đó, ta dùng lệnh này, chúng ta dùng đây vẫn nằm trong cái vòng lặp forever nhé. Đây này, chúng ta dùng lệnh là if này, if nhá, if chúng ta vào operator chọn cái toán tử lớn hơn. Đấy, khi mà tọa độ x gì đây, x position của mèo lớn hơn 240, tức là gì? Khi mà mèo chạy sang bên phải màn hình thì mèo sẽ quay trở lại. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta vào motion, chúng ta dùng lệnh là set x. Đấy, set x gì, đặt lại cái tọa độ x của mèo là âm 240, mèo là xuyên lại ở bên trái màn hình. Và cứ như vậy, cứ liên tục như vậy. Nên chúng ta thử nhé, đưa vào đây. Và cái này chúng ta sẽ đưa vào đây. Đó. Nhưng mà là trong cái vòng lặp for này, forever này, vòng lặp liên tục nhé, mèo luôn chạy phía trước với vận tốc là 4 bước. Và next costume để mèo chuyển động chân. Sau đó là ta dùng cái lệnh này để kiểm soát là khi mèo vượt ra khỏi bên phải thì quay lại bên trái. Nhé, mình chạy thử nhé. Vì ta bấm nó bấm space này. Đấy. Ta thấy là mèo chạy chưa? Đó. Đấy, mèo chạy nhá. Liên tục. Đấy, và cứ như vậy nó sẽ như vậy là mãi mãi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo này. Chúng ta lập trình tiếp theo nhá, là chúng ta lập trình là mà chúng ta muốn là khi mà chúng ta bấm một cái phím SC chẳng hạn thì mèo sẽ nhảy lên phía trên nhá. Nhảy lên phía trên và kêu mèo một cái, sau mèo lại rơi xuống. Mà nó xuống bật lại tiếp tục đi nhé. Thì chúng ta đây chúng ta phải làm một chút cái điều này một tí nhé, hơi khó một chút đấy, chỗ này là hơi khó một tí. Thôi được, tôi cứ làm không nhỉ, tôi làm cho các bạn xem nhé. Khi mèo mà nhảy lên ấy thì mèo lại không chuyển phía trước nữa, lệnh này là không được chạy. Thế làm thế nào? Đấy, thì chúng ta phải chú ý nhé, chúng ta phải đặt ra một cái biến nhớ để trạng thái chỉ ra trạng thái là mèo chạy hay là không chạy. Khi bình thường là chạy, trạng thái mình sẽ đặt nhé, tôi đặt kia đặt một cái biến nhớ này có tên là run chẳng hạn, run gọi là run id đi, là cái trạng thái chạy của mèo nhé. Đây là cái biến nhớ tạm thời, biến tổng thể nhé. Cái run id này là một cái biến nhớ của mèo đấy nhé. Đấy. Thì mặc định của nó là từ cái này bằng 1. Khi mà run id bằng 1 ấy là mèo sẽ luôn luôn chạy nhé. Còn khi run id bằng 0 là mèo sẽ không chạy nữa. Như vậy cái lệnh này nó chỉ có khi mà run id bằng 1 nhé. Chúng ta chú ý nhé. Để chúng ta ban đầu mặc định là đặt mèo là bằng là run id bằng 1. Bằng 1 được chưa? Bằng 1. Và khi mà luôn chạy
Nha, có khi mà chúng ta mà bấm mà phím SC thì mèo sẽ nhảy lên và rơi xuống. Thì khi mèo nhảy lên đó thì mèo sẽ không không chuyển động nữa, thì không chạy nữa, thì làm như nào? Các bạn chú ý nhé, để các bạn chú ý nhìn tôi làm nhé. Bây giờ chúng ta phải đặt như thế này, chúng ta phải đưa cái này vào, chúng ta phải có một lệnh if nữa để kiểm soát khi nào thì mèo chạy. Đây if nha, nếu như mà run id của mèo mà bằng 1 thì mới chạy, thì cho nó chạy này, 1 nhé. Thì ta cho cả cái này vào đây, ta kéo này ra cho cả cái này vào đây. Đấy, như vậy là đây nhé, phòng là forever này, chỉ khi mà run id bằng 1 ấy thì nó mới chạy thôi, thì nó mới chạy. Còn run id bằng 0 nó không chạy. Chúng ta đưa vào cả cái đoạn là move 4 bước nhé, và next costume nhé, và như này, vào bên trong cái vòng lọc là if run id bằng 1, được chưa? Ta để ở đây nhé, đó. Như vậy là mặc định nó vẫn chạy. Thì ta thử bấm space này, vẫn chạy được chưa? Đó, nó vẫn chạy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển là khi ta bấm cái phím SC thì mèo nó sẽ gì? Mèo nó sẽ không chạy nữa nhá. Thì bây giờ chúng ta phải làm như này. Chúng ta phải dùng cái lệnh là chúng ta tạm thời làm cái nữa là chúng ta để song song hai chương trình, chúng ta kéo cái này ra. Đây. Vẫn là cái này nhé. Đây này, bắt đầu đây này. Đó. Cái này cũng là when I receive bắt đầu, when I receive bắt đầu giống nhau, hai đoạn trình này sẽ chạy song song với nhau nhé. Thì chúng ta làm như sau này. Chúng kéo cái forever vào đây cũng hệt như nhau nhé. Và đây chúng ta kiểm soát, nếu như mà người dùng bấm phím space và bấm phím SC thì làm gì nhé, thì như sau. Thì chúng ta phải nói luôn ở đây nhé. Đây, chúng ta dùng cái lệnh là if nhé. If. Rồi đây này. If và sensing. If mà chúng ta thấy người dùng mà nháy, người dùng mà bấm phím SC nhé. Đây tôi đang kéo xuống để tìm phím SC này. Ôi chuyện rồi. Thì phím từ đây phím nào cũng được thôi mà. Không quan trọng. Tôi đặt là SC nhé này. Nếu mà cái key SC mà bấm nhé. Đấy. Thì cái này nó sẽ là giá trị của nó là đúng này. Như vậy là nếu mà cái phím SC mà bấm thì sao? Đấy. Nếu SC mà bấm thì chúng ta đặt cái lệnh này là bằng 0, đặt cái biến này bằng 0. Đấy. Đặt bằng 0 thì như vậy nó sẽ không chạy cái lập tức cái chuyện vòng này nó không chạy nữa và đứng lại, mèo sẽ đứng lại. Về bà cho chúng ta điều khiển, khi đó thì ta điều khiển cho mèo nó chạy lên một tí, đúng không? Mà nó sẽ chạy lên nhảy lên phía trên một lúc và nó rơi xuống nhé. Khi rơi xuống rồi thì lúc đặt lại là run id bằng 1 nhé. Làm như sau này, chúng ta sẽ cho đây, sau khi đặt id bằng 0 thì chúng ta cho nó lên, chạy lên một chút, ta cho nó chạy lên này. Bây giờ mà ta cho nó nhảy lên này, dù là nhảy lên này, chúng ta dùng cái lệnh gì? Chúng ta dùng cái lệnh là đây, dùng cái lệnh là chain y, được chưa? Nhảy phía trên, chain y lặp trong 10 lần đi, muốn cho nó là 3 như vậy thế nhé. 3 nhân 10 là 30, tôi nhảy lên 30. Nhảy lên theo chiều y, nhảy lên 30 bước nhé. Sau đó là cho nó, ví dụ chúng ta cho nó dừng lại cho nó dừng lại là 0,5 giây, ví dụ như vậy, 0,5, 0,2 giây chẳng hạn. Sau đó là cho nó nhảy xuống, dùng lệnh này cũng là 10 bước nữa, nhưng mà là cho nó nhảy xuống, chúng ta dùng lệnh change e by. Ở trên này là ta nhảy lên là 10 lần, 10 lần, 1 lần là 3 bước, thì đây là nhảy xuống là mỗi lần là trừ 3 thì nó sẽ xuống chỗ cũ, đúng không nào? Đấy, xuống chỗ cũ rồi thì nó sẽ đặt lại cái biến này là 0. Rồi đặt lại là 1 thì nó s�chạy bình thường. Đấy, nên đây là cái đoạn mà cho nó nhảy lên đấy. Nhảy lên nhé. Nhảy lên bạn hình dung chưa? Bây giờ tôi sẽ thử được ngay, sẽ thử nhé. Này, sẽ thử này. Bấm Messi này. Đấy. Nó không xuống nhỉ? Rồi, đi bị lỗi. Chỗ này là vì sao nó không xuống? Chúng ta phải kiểm tra lại một chút vì sao nó không xuống nhá. À đây nhầm, đây không phải trên đây, trên y, trên y thầy nhầm nhá. Dùng lại nhầm. Chỗ này là trên y cơ. Đấy, thầy nhầm. -3 nhá, -3 nó mới xuống. Đấy.
nhầm lệnh là trên XC. Vậy là nhảy lên này, nhảy lên y nhảy lên là 30 bước này, lập 10 lần, mỗi lần là 3 bước, nhưng mà nhảy lên 30 bước, nghỉ 2 giây, xong lại nhảy xuống 30 bước, thì đặt lại, đặt lên đi bằng 1, đặt lại nhé, mình đặt lại vào đây này. SC nhảy lên, xuống, chạy tiếp, SC nhảy lên, xuống, đấy, nhảy lên, xuống, nhảy lên, được chưa, đó. Thì bây giờ chúng ta cho thêm những chỗ hay nữa, cho nó cứ mèo mèo một tí nhé. Cho nó vào đây. Cái meo meo khi nhảy lên trên cao thì cái meo meo ở đây. Đấy. Nó sẽ hai mình chạy lại nào. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, thế chúng ta vừa mới làm cái đoạn chương trình ngắn thôi để mô tả cái con mèo như vậy thôi, còn chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một đoạn nữa. Thêm một đoạn nữa để chúng ta hình dung được cái trò chơi này nhé. Mình chúng ta muốn là khi bắt đầu chơi nhưng mà sau một phút thì dừng lại, nó không chơi nữa, mà chúng ta muốn có cái đồng hồ trên màn hình để chỉ ra cái thời gian đó thì làm như sau nhé. Đây, chúng ta lập trình đồng hồ thời gian, thông thường đặt thời gian ở cái biến ở cái chỗ space này nhé, ở cái chỗ sân khấu nhé, dùng sân khấu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ, biến nhớ có tên là time để đếm thời gian, để đếm thời gian nhé. Đấy, làm time vào đi nhé. Rồi, được chưa? Thế thì khi mà bắt đầu chương trình ấy, bắt đầu chương trình thì chúng ta gắn cái time bằng, đặt cái time bằng 0, được chưa? Và khi mà bắt đầu chương trình thì chúng ta làm cái thao tác như sau. Bây giờ chúng ta lại quay lại cái lệnh này nhé, vẫn là cái lệnh mà đây, khi mà tôi nhận được thông điệp là bắt đầu, cái này rất quan trọng. Khi mà có thông điệp bắt đầu thì cái lệnh này là lệnh mà khi bắt đầu thì làm gì, khi bắt đầu nhé thì làm như sau này. Chúng ta sẽ vào cái sensing mà chúng ta dùng lệnh là reset timer để mà cái em để cho cái nhé, để mà tính đếm lại thời gian. Và sau chúng ta sẽ lặp liên tục như sau như này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ, đây các bạn chú ý nhá, cái biến thời gian này chúng ta hiện trên màn hình, hiện lên đây để nhìn rõ nhé, để ở đây nhé. Đó, khi tôi bấm nút space thì cái đèn nó bắt đầu chạy này. Bây giờ chúng ta sẽ phải gắn cái lệnh là, chúng ta sẽ phải dùng lệnh là set time sensing đây, timer đây này, luôn gắn cái timer này vào timer thì nó để cái timer này nó chuyển động theo cái thời gian của hệ thống. Nhưng mà chúng ta cần một cái lệnh lặp ở chỗ này. Cái này này, thì chúng ta dùng lệnh cho đây này, chúng ta dùng cái lệnh là đây, chúng ta vào đây nhé. Đây, chúng ta dùng lệnh mà các bạn trên thế bây giờ, chúng ta là repeat until. Đây, lệnh này là lặp liên tục cho đến khi cái này đúng thì thôi. Chúng ta sẽ phải cho cái này vào đây là đưa vào đây. Tức là chúng ta cho cái timer nhớ lại là cái biến hệ thống của sensing nhé, là luôn đo thời gian hệ thống thì được gắn vào đây, thì thời gian này nó tính rất cái timer này là cái biến nó tính thời gian rất chính xác. Thế thì dừng lại khi nào? Dừng lại khi mà thời gian là 1 phút. Vậy dừng lại khi này, dừng lại khi mà chúng ta đo được cái thời gian đây, khi mà cái biến timer này nó lớn hơn là, nhắc lại là cái timer này là tính theo giây nhé, nhưng mà cái này khi lớn 60 nó sẽ là 1 phút, lớn 60 thì nó dừng lại đó. Đây là, cho nhớ đây là một kỹ thuật rất quan trọng, đây là kỹ thuật, đây là đoạn chương trình ngắn thôi, nhưng mà để mô tả chúng ta cho đồng hồ thời gian ở trên màn hình, hiện trên màn hình nhé, và nó dừng lại khi nào, để thời gian dừng lại khi mà cái timer nó lớn hơn 60. Khi ra khỏi đây là hết, thì chúng ta dùng một lệnh nữa để dừng toàn bộ chương trình lại. Chúng ta vào cái lệnh control và dùng cái lệnh là stop on. Đây. Stop on đây nhé, là dừng toàn bộ cái game lại. Đó, thì như vậy là con mèo thì chúng ta điều khiển bình thường, chạy ở đây chạy với lệnh là forever ở đây, nhưng mà ở trên sân khấu là chúng ta dùng cái lệnh mà để điều khiển toàn bộ hệ thống nhé. Vậy chúng ta chạy thử nào. Bắt đầu. Bấm space, anh có thấy đồng hồ chạy chưa? Đồng hồ chạy rất chính xác với 1/1000 của giây. Đấy, bấm SC, đây này nhé.
Đấy, ví dụ thế thôi, đây là một tập đơn giản, ví dụ một game đơn giản thôi. Được chưa? Mà chúng ta sẽ chờ khi nào nó dừng lại nhé. Nó cứ đang chạy như mãi như này. Đấy. Mình sẽ đợi nhé. Đợi chờ khi nào nó dừng lại. Đợi khi nào mà cái giá trị time lớn hơn 60 thì nó dừng lại thôi. Dừng lại này. Dừng lại khi mà cái time lớn hơn 60 thì là sau đúng 1 phút thì nó dừng lại. Đấy, bây giờ là 38 phút rồi, 39 phút rồi. Ta đợi một chút nữa thôi. Chúng ta nhớ lại là cái giá trị của cái biến timer này nó tính theo giây, mà đây nó tính liên quan đến tính được một phần ngàn của giây đấy, rất là chính xác, được chưa? Năm chín rồi, 60 như vậy là vượt qua. Thực ra tính đây là 60 giây 0.33 phần vạn, nhưng rất là nhỏ, thế là chính là làm tròn là 60 giây. Khi chúng ta làm tròn lên thì nó là 60 giây. Bạn thấy chưa? Như vậy là đây là một cái bài tập đơn giản thôi, nhưng mà để chúng ta có thể hình dung được một số những cái thông tin mà chúng ta đã biết. Bây giờ tôi ghi lại bài này nhé, và chúng ta sẽ làm xong bài tập số 2. Chúng ta ghi lại cái bài hôm nay ở đây nhé, bài này ở đây nhé. Hôm nay là cái bài bài nào nhỉ? Để tôi xem lại tôi ghi ở đâu nhé. Khi mà hết chương trình tôi sẽ gửi lại cho các bạn những cái file này. Ở trong chỗ nào nhỉ? Ở chỗ như này. Rất. Đấy. Đây là bài 1 đúng không? B1 này. Rồi chúng ta sang ví dụ một bài số 2 nhé. Bài số 2 là chúng ta sẽ làm cái bài mà để mô tả cái em một cái bài tập, một trò chơi cũng đơn giản thôi, nhưng mà để mô tả cái gì, để mô tả cái em là cái các cái lệnh liên quan đến cảm biến nhá. Rồi bên sau này biệt như một cái file mới đi. Trò chơi là như sau nhá. Đối với Scratch 2 chúng ta có thể cho nhỏ đi bằng cách là chúng ta chọn đây là cho nhỏ đi này. Rồi bây giờ là mèo sẽ ở đây nhé, và chúng ta như sau, chúng ta sẽ điều khiển mèo để ăn một cái quả táo. Chúng ta sẽ thêm vào đây một quả táo đi, thêm vào cái này một quả táo nhé, thêm một quả táo hoặc là con cá cũng được, nên chúng máy tính con cá không, ồ nó hơi chậm, đây rồi, tôi ăn cá nhé, này tôi cho con cá này nó được chưa? Biết là mặc định cá sẽ ở đây này, mèo sẽ ở đây nhá, đó mặc định. Vậy ta đặt cho con này là con mèo này, đây là mèo nhá, mèo này. Đặt tên cho con này là con cá này, đây là con fish nhá, đặt tên tiếng Việt là con cá này, cá nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta phải điều khiển mèo bằng chuột để nó ăn được cá. Nhưng mà trên đường đi này chúng ta có rất nhiều cái vật cản nhé. Chúng ta vật cản là bằng các cái màu sắc. Đây, chúng ta vẽ sân khấu đi, một vài cái màu sắc đi. Chúng ta vào sân khấu, chúng ta vào backdrop và chúng ta vẽ trên này một vài cái đây, chúng ta dùng cái gì để vẽ? Dùng cái này nhé. Để màu đỏ chẳng hạn. Chúng ta vẽ một vài cái đống rơm như này nhé. Màu đỏ này, màu xanh này, màu này nhé. Đây. Màu tím này, được chưa? Màu hồng này. Được chưa? Đó. À, cũng ví dụ là màu xanh nữa, màu xanh ở đây nhé. Đấy. Ví dụ thế nhé. Đây là những cái đống rác mà nếu mèo chạm phải cái vật này thì mèo sẽ thua nhá. Rồi. Đấy, như vậy là mèo sẽ phải cảm nhận tránh được những cái đống rác này nhá. Bây giờ tôi cho mèo nó bé đi một tí để cho chơi dễ hơn. Đấy, như vậy ban đầu là mèo ở đây nhá. Đấy, mèo sẽ ở góc này nhá. Cá là ở đây nhá. Chúng ta phải điều khiển mèo khi chúng ta mà nháy chuột
Nhánh chuột thì mèo sẽ vừa chạy vừa tiến về phía kia, tiến về phía kia cái con thỏ chuột này. Đấy, và ta cứ điều khiển như vậy nhé. Đấy, ta thấy nhánh chuột thì mèo sẽ tiến đi 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 một vài bước nhỏ nhé, về phía con, về phía kia, phía chúng ta sẽ là về phía chúng ta, về phía chúng ta nhánh chuột, được chưa? Bây giờ chúng ta lập trình này, một game nhỏ nhỏ thôi nhé. Khi mà mèo mà ăn phải ăn được cá thì mèo này coi thắng, mèo kêu meo meo và chương trình sẽ kết thúc nhé. Và chúng ta sẽ cho một cái đồng hồ thời gian để đếm. Khi nào kết thúc thì đếm, thì ai mà ăn được chuột, ăn được cá sớm hơn thì là người thắng. Chúng ta chọn cái biến nhớ là timer, để đo thời gian nhé. Đây, ở đây. Ai mà thắng sớm thì ai ăn cá được sớm nhất thì người đó sẽ là thắng trong cuộc, được chưa? Rồi đấy, như vậy ta làm kiểu trò chơi như vậy nhé, được chưa? Rồi thì bây giờ ta điều khiển cho mèo trước đây, mèo đây nhé, mèo mà mặc định mèo là ta để cho mèo khi bắt đầu chơi thì mèo nó ở đây nhé, và chúng ta cho mèo nó vị trí này, là vị trí hiện thời là vị trí này này, ở trong cái ở trong Scratch 3 thì mặc định cái gông tu này là nó hiện thị cái vị trí ban đầu của nhân vật là ở đây nhé. Còn cá sẽ ở đây, cá tình cho cá nhé, cá này đây, cá là ở đây, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho mèo, này thì cũng như như bài trước nhất tôi làm, mà khi bắt đầu chơi, khi chúng ta bấm phím space thì bắt đầu chơi, đồng hồ thời gian bắt đầu đếm, còn trước đó thì chưa nhé. Và chúng ta vào sân khấu và điều khiển đi, vào sân khấu đây, và chúng ta sẽ điều khiển này, lập trình này. Khi mà chúng ta bấm nút space đó, bấm space thì bắt đầu chơi, chúng ta mà gửi thông điệp là bắt đầu chơi nhé, bắt đầu chơi, và khi này, và cái khi này thì đồng hồ thời gian sẽ bắt đầu, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi làm lại như trước nhé, thầy làm như trước nhé. Khi bắt đầu chơi này, khi mà kiểm soát lô thời gian đây nhé, khi mà nhận được thông điệp là bắt đầu chơi thì sao, thì chúng ta cho tôi cho ta vào sensing, chúng ta đặt cái lệnh là reset timer vào đây, reset timer nhé, và đồng hồ bắt đầu đếm thì tạm thời nhé. Tôi cứ cho vào đây cái lệnh, ở đây tôi khi đó tôi bắt đầu gán là tôi tạm thời cứ để lệnh forever vào đây nhé, và tôi gán là gán cái timer, gắn vào cái biến nhớ là sensing đây, timer là gắn. Khi bấm này rồi thì khi điều đây thì cái timer nó sẽ chạy liên tục theo thời gian. Nhưng mà đây chúng ta chưa có lệnh dừng lại nhé. Lệnh stop chưa có đấy, vì là lệnh ở đây là chưa có, bởi vì chúng ta sẽ điều khiển sau. Khi mà mèo ăn được cá, chúng ta sẽ điều khiển sau, còn trước mắt là cứ ở đây đã nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang điều khiển mèo này. Ở đây nhé. Rồi, điều khiển mèo như sau này. Khi mà nhận được thông điệp bắt đầu chơi thì chương trình sẽ bắt đầu cảm nhận, tức là nhận biết được khi người dùng nháy chuột thì như thế nào. Chúng ta nhớ khi nháy chuột thì mèo sẽ hướng về phía con chuột và di chuyển chậm chậm là 10 bước chẳng hạn về về phía chuột, và chân bắt đầu chạy. Cho làm thử như sau nhé. Đây, chúng ta vào cho vào cái vòng lặp forever vào đây nhé, và kiểm soát chúng ta vào lệnh if ở trong này. Nếu 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 mà mouse down đó, đây là kiểm soát, đây là kiểm soát là sensing nhé, khi người dùng mà nháy chuột đấy thì như thế nào, thì mèo sẽ làm gì ở đây, các bạn chú ý nhé. Đây, khi người dùng nháy chuột thì mèo sẽ làm sao này, mèo sẽ chúng ta điều khiển này, mèo sẽ quay về, đã quay đầu về hướng con trỏ chuột, ta vào lệnh motion, chọn cái lệnh là đâu, lệnh point, quay về hướng con trỏ chuột, point towards mouse pointer đó. Đây là lệnh là mèo sẽ quay về hướng con trỏ chuột đó, và sẽ di chuyển, chúng ta dùng lệnh là motion để move được, và move về phía con trỏ chuột là ví dụ như là 10 bước hay là 5 bước, 5 bước, bước 5 bước về con trỏ chuột nhé. Nhưng mà chúng ta biết tôi muốn là nó phải di chuyển chân thì làm như sau, tôi dùng lệnh này
Tôi dùng cái lệnh là repeat 5 lần, và mỗi lần là bước, mà là một bước hay là hai bước thì các bạn nhé, hai bước. Và ở đây chúng ta cho cái lệnh là cho cái lệnh là next costume, thì mèo sẽ di chuyển 5 × 2 là 10 bước, và đồng thời là hai cái chân là next costume là nó thay đổi chân, nó chuyển động, và mèo sẽ quay về. Đây, cái chỗ này là điều khiển là gì, là khi chúng ta nháy chuột thì con mèo sẽ cứ hướng về con chó chuột và đi 10 bước về phía con, về phía con chó chuột, và chân sẽ đạp. Như vậy là con cảm thấy nó đang chạy thật nhé. Đó. Được chưa? Đây thì chúng ta chú ý nhé, chúng ta làm thử, chúng ta chạy thử nhé, sẽ bấm lên đứng chạy thử này. Bấm thử nhá. Đấy, chưa thấy không nào? Thấy nó chạy chưa? Nháy chuột chạy nha. Đấy, nháy chuột đây nhá. Đấy, nháy chuột, bây giờ chúng ta chưa lập trình như là mèo đi qua cái vùng. Đấy. Thấy chưa? Mèo ăn được con này là thắng nhá. Thấy chưa? Mèo đang ở đây nhá. Để mặc định là để cho mèo khi ta bắt đầu vào chơi để cho mèo nó quay về hướng bên phải. Đó, nhá. Đấy như thế nhá. Rồi, thì chúng ta bây giờ lập trình tiếp này. Lập trình tiếp nhá. Là khi bắt đầu chơi thì là mà khi mà chúng ta bắt đầu chơi thì đồng hồ nó chạy. Thế đồng hồ chạy này, thấy không nào? Đồng hồ chạy chưa nhá? Rồi, thế bây giờ là thắng hay là thua nhé. Bây giờ này chúng ta sẽ lập trình nhé. Khi mà mèo mà va chạm phải cái vật này là thua ngay nhé. Khi mèo mà va chạm phải cái màu sắc này thì chúng ta dùng lệnh gì? Để chúng ta, bây giờ chúng ta dùng lệnh sau này, chúng ta phải dùng cái lệnh khác nhé. Chúng ta vào đây chúng ta dùng lệnh tương đương, là khi mà mèo mà bắt đầu chơi thì lập tức chúng ta cho những cái lệnh để mèo, nếu mèo mà va chạm phải màu sắc này thì lập tức là dừng lại. Chúng ta dùng lệnh này xong với cái này nhé, là chúng ta dùng cái lệnh này forever này, mà đây cũng lại là lệnh if này. If nếu mà mèo mà va chạm phải màu, đây chúng ta dùng lệnh này và lại cảm biến như sensing đây này. Nếu mà mèo mà touching color này, đây nhé, chúng ta chọn màu này ở trong này, chúng ta bấm lên này, và khi con chó chuột nó biến thành cái con, thành bàn tay, chúng ta chọn vào đây màu đỏ. Thấy chưa nào? Nên là khi mà mèo mà chọn màu, chạm vào màu đỏ đúng như ở đây nhé, đúng ở đây, thì làm sao? Thì chúng ta cho mèo, cho nó dừng lại nhé. Để chúng ta có thể dừng lại thì có thể là dùng cho một lệnh là đây, cho nó stop hẳn lại, hoặc là kêu ối một cái như dừng lại như thế. Ta cho mèo kêu mèo một cái dừng lại nhé. Kêu mèo mà dừng lại nhé. Đây, chúng ta đang chạy bên kia, chọn cho mèo một cái, chọn cho mèo một cái âm thanh khác đi. Ừ. Âm thanh mèo mèo này là âm thanh vui, chúng ta chọn âm thanh khác đi, tìm một âm thanh khác nhé. Có âm thanh nói hay em tí nhỉ? Human animal effect nhỉ? À, mẹ pop được, mẹ pop rồi nhé. Pop là pop đi, pop là coi thua nhé, pop. Như vậy mèo khi ăn cá thì kêu meo meo, còn khi mà chạm phải kia màu sắc thì là kêu pop một cái. Rồi mình chúng ta làm tiếp tục ở đây nhé. Đây, khi mà mèo chạm phải thì chúng ta cho mèo kêu một cái, chúng ta làm dịnh này nhé. Thì cái lệnh này chúng ta nhớ có hai lệnh play sound. Cái lệnh play sound này là vừa play sound lập tức chuyển sang lệnh tiếp theo, nhưng mà chúng ta thì vì là rất nhanh cho nên là mèo nó dừng lại thì nó sẽ thành không có nữa. Chúng ta dùng lệnh này là mèo, đây là lệnh này, là lệnh như sau này, là chơi cái âm thanh này và chơi xong rồi, until done, chơi xong rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Cho nên cho cái này vào đây nhé. Đấy, vậy nó khác với lệnh này nhé, là chơi cái bật cái âm thanh lên, bật xong đã thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo, là lệnh dừng lại là lệnh này. Ta cũng có thể dùng, tạm thời dùng lệnh là stop on nhé, tạm thời như vậy là thua đấy, stop on nhé. Được chưa? Thì bây giờ tương tự như vậy với những cái màu sắc khác, 4 màu, 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, chúng ta copy nhé. Chúng ta copy chuột phải, chọn lệnh duplicate. Này, màu thứ 2, bấm vào đây nhé, chọn màu này.
Chọn không đúng à? Đúng chưa nhỉ? Nhà chọn màu thứ ba nhá, chọn màu thứ ba vào đây. Chọn màu thứ ba là lệnh này, đúng rồi. Chọn màu thứ tư chuột phải nhá, duplicate copy đó. Chọn màu thứ tiếp theo là làm là màu này. Đấy, như vậy là bốn màu khác nhau nhá. Bốn này nhìn không rõ trên màn hình, nhìn rõ chữ màu này đấy. Rồi. Màu đỏ này, màu hồng này, màu violet này và màu xanh này thì nó đều là giống nhau nhé. Là nếu mà va chạm phải màu đỏ thì cũng kêu pop và dừng lại. Nhưng mà kêu pop xong dừng lại, coi như kết thúc trò chơi nhé. Đấy. Và chúng ta làm lệnh tiếp theo nữa này. Nếu mà chạm phải mèo, đây ra chỗ đường ống đây nhé. Và chúng ta trong lệnh nữa cho nó hay. Đâu đâu. Nếu đây nó bắt đầu chơi này nhé. Và chúng ta cũng vậy, giống như ở đây chúng ta chọn một lệnh là forever vào đây. Và tiếp theo một lệnh if. Nếu mà chạm phải cá thì sao? Đây, chúng ta cho một lệnh if nhé. Và lệnh mà sensing này. Nếu đây nó touching. Nếu mà bấm đây chọn cá nhé. Cá này. Đó, như vậy là lệnh là đây là cái lệnh cảm biến với cá nhé. Nếu mà touching cá thì sao? Thì mèo sẽ kêu meo meo và thắng. Cũng dừng lại. Mèo sẽ kêu meo meo. Đây. Chọn vào lệnh sao. Mèo kêu meo meo. Chọn âm thanh meo meo này. Kêu meo. Và nói. Cho lệnh nói như thích đi. Nói nhé. Nói là ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Và sau 2 giây thì dừng chương trình. Dừng chương trình. Dừng chương trình. Và chúng ta sẽ dùng cái lệnh stop on để làm dừng chương trình. Khi stop on thì phần nó cũng dừng lại. Tôi sẽ lại sau nhé. Đấy. Thì đó là bằng cách nhé. Thì ở cái bên sân khấu vẫn để nguyên như này là nó chạy forever như ở đây nhé. Đầu chúng ta mới cho thử này. Đấy. Đấy nhé. Thấy chưa nào? Chạy nhé. Đấy, ngon quá chưa? Coi như thắng rồi nhé. Đấy mà đồng hồ này nó dừng lại ở đây nhé. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ điều khiển một chút nữa cho nó hay hơn nữa nhé. Bấm space này. Đấy, cũng dừng lại. Đồ này cũng dừng lại. Thế bây giờ tôi sẽ làm một chút sửa cho chút hay hơn nữa nhé. Cái đoạn này này, tức là sau 2 giây sau khi mà nó kêu meo meo sau 2 giây thì nó mới stop on, như vậy đồng hồ dừng, như vậy đồng hồ nó chậm, đồng hồ sẽ bị chậm lại sau 2 giây. Bây giờ thầy muốn là nó dừng ngay tại chỗ thì làm như nào? Dừng ngay ở đây. Nhưng mà để ở đây thì không được, để ở đây thì nó sẽ bị nó để ở đây lên trước ấy thì không được. Thế nên là lại cuối cùng rồi. Chứ thì phải dùng cái cách khác là như sau nhé. Chúng ta phải dùng như là một thông điệp ấy. Hay là phải dùng một cách khác như sau nhé. Rồi, thì bây giờ làm như sau này. Thế bây giờ thầy vào đây, thầy đặt một cái biến nhớ khác để mô tả là chương trình đang chạy hay là không nhé. Đấy, thế bây giờ đặt một cái biến này là cách chúng ta làm nhé. Đặt cái tham số là stop. Stop. Thì stop là gì? Stop là như sau nhé. Stop ý nghĩa như sau này. Stop là cái biến nhớ là gì? Là nó bằng 0 là chương trình vẫn đang chạy. Khi bằng 1 thì chương trình dừng lại. Như vậy là mặc định khi bắt đầu chơi stop bằng 0. Đó, để đây nhé. Và dừng lại khi nào? Khi stop bằng 1. Đấy, như vậy chúng ta như vậy là dùng biến nhớ để điều khiển được một chương trình là dừng lại hay là không. Chúng ta chú ý nhé, cái này rất là hay đấy. Thì là như sau này. Ở chúng ta sẽ thay thế cái lệnh forever bằng lệnh gì? Bằng lệnh này, bằng cái lệnh là repeat until. Until cái gì? Ta cho đây vào đây, không dùng lệnh forever nữa mà dùng lệnh là lặp cho đến khi mà stop bằng 1. Chúng ta vào đây, chúng ta vào chọn lệnh này. Chúng ta sẽ lặp cái lệnh này đến ra này cho đến khi mà stop bằng 1 thì thôi. Chúng ta vào đây, đặt stop vào đây. Và cái này bằng 1 nhá, bằng 1. Như vậy là cái lệnh là đo thời gian này này đến ra nó sẽ lặp liên tục cho đến khi mà stop bằng 1 thì dừng lại. Stop bằng 1 dừng lại. Khi dừng lại rồi thì chúng ta sẽ dùng cho cái lệnh này vào đây, stop on ở đây nhé. Đấy. Ở chỗ này nhé. Bây giờ chúng ta quay sang đây và chúng ta sẽ sửa lại ở đây. Đấy.
Thì ở đây chúng ta làm như sau này. Ở chỗ này này. Ở chỗ này chúng ta đặt như sau này. Chúng ta sẽ đặt cái lệnh là set stop bằng 1 là dừng lại. Vào trên này. Đó. Được chưa? Dừng lại và nó kêu ở đây sau 2 giây đây nhé. Thì đây để sau 2 giây thì mình phải ở đây mình phải điều chỉnh một chút nữa. Ở đây dừng lại đây thì chết. Chúng ta vào cho con lệnh là chúng ta vào cho nó cũng lệnh ở đây. Thậm chí là không cần. Thôi được. Cho nó đây một cái lệnh là wait, là wait 3 giây chẳng hạn. Wait 3 giây sau đó mình stop on vào đây nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sửa vào đây một chút. Bỏ stop on này ra này, bỏ cái này ra nhé, bỏ cái này ra này, bỏ cái này ra này, bỏ cái này ra nhé, bỏ cái này ra, bỏ cái này ra. Rồi, và chúng ta đặt cái tham lệnh này, lệnh set vào đây, set stop bằng 1 này. Vào đây, copy vào đây nhé. Copy vào đây nhé. Thì nó vẫn dừng lại nhé. Đấy. Chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ không dùng lệnh stop on ở đây nữa mà dùng các lệnh đặt biến nhớ là làm cho chương trình nó rất là sáng sủa ra, thấy không nào? Như vậy là stop bằng 1. Khi bằng 1 cái lập tức là nó dừng, nó không đếm được ngay. Thậm chí cho lên trên này cũng được. Cho lên trên này. Để xem nó chơi là bao nhiêu giây. Thậm chí cho lên trên không cần 5 giây. Bên kia nó còn là những 3 giây cơ mà nhé. Đấy. Khi stop bằng 1 thì nó không đếm, không đếm nữa. Đây, đếm nữa. Này, được chưa? Đó. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta làm xong một cái trò chơi nhé. Bây giờ thầy sẽ thử cho các bạn xem thử nhé. Đây, bây giờ bấm vào đây. Bắt đầu chơi này. Bấm space, bắt đầu chơi nhé. Đấy, bắt đầu này. Đấy. Thử vào đây nhé. Đấy. Ồ, nó bị lỗi. Đấy, nó bị chậm nhiều quá mà không sao. Chơi lại này. Thì giữ nó không chạm phải. Chết rồi, lại lỗi rồi. Lại thua rồi. Làm chạy lại nhá. Ngon quá đúng không? Sau 10 giây thì là thắng nhé. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Như vậy là một cái bài tập đơn giản thôi, nhưng mà bước ban đầu để chúng ta hình dung được cái tạm cái game ở trong cái Scratch như thế nào. Nhưng về hôm nay chúng ta như vậy, sau một số bài đơn giản, hôm nay chúng ta đã học sang cái bài sensing và chúng ta đã bắt đầu làm cái bài game đơn giản kết hợp giữa sensing, kết hợp giữa những giữa khái niệm biến nhớ, kết hợp giữa các cái lệnh thông điệp, là chúng ta có thể tạo ra được cái game hoàn chỉnh mặc dù là rất đơn giản. Chúng ta ghi lại nhá. Các bạn có hiểu không? Ghi lại ở đâu? Ghi lại chỗ này. Đây là bài số 2 đúng không? Bài B2. Được chưa? Thế thôi nhá. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Mọi người có hiểu không? Có khó hiểu quá không?